Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó đã ghi nhận nhiều ca tử vong do dịch sốt xuất huyết gây ra. Huyện Đơn Dương nằm giáp ranh với một số tỉnh thành ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Chính vì vậy, ngành y tế địa phương cũng đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau 4 ngày nhập viện điều trị sốt xuất huyết, anh Nguyễn Quốc Phong ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương hiện sức khỏe đã dần hồi phục. Khi nhập viện, anh Phong có triệu chứng sốt cao. Nguyên nhân anh Phong cho rằng bị sốt xuất huyết là trước đó anh đi lại nhiều tỉnh thành đang có dịch sốt xuất huyết bùng phát. Hiện tại sức khỏe cũng ổn rồi, cũng hết sốt rồi. Giờ bị sốt xuất huyết, giờ có nguy hiểm, em thấy nó nguy hiểm. Tại hành sốt liên tục, người mình ỏi mệt. Theo ngành y tế huyện Đơn Dương, so với thời điểm này năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết tăng. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh thành nằm giáp ranh với huyện Đơn Dương. Việc giao lưu đi lại diễn ra thường xuyên, chính vì vậy, đây là nguồn lây bệnh chủ yếu. Bởi sốt xuất huyết chỉ lây qua mũi vằn, đốt hút máu người mắc bệnh hoặc người nhiễm virus dengue không triệu chứng, sau đó lại đốt người khỏe mạnh, thì sẽ truyền virus cho người lành qua vết đốt. Do đó, sốt xuất huyết có thể lây lan sang người khác qua mũi đốt và phát triển thành dịch. Với cái bệnh sốt xuất huyết này thì mọi người đều sợ, chứ không phải là riêng ai hết cả. Mà riêng ở bên nhà cô thì cô, thứ nhất đấy là mình ngủ là mình phải có mùng. Đấy, cái là thứ nhất. Cái thứ hai là nước, những cái chum vại hoặc những cái lọ mà có nước đọng là mình phải đổ hàng ngày. Để cho muỗi nó không có sinh sản vào đấy nữa. Nếu mà nó đẻ trứng vào đấy nó thành lăng quăng, mà lăng quăng nó nở thì nó sẽ thành muỗi, nó sẽ có muỗi rồi nó chích mình thì nó là sốt xuất huyết rồi. Để phòng chống sốt xuất huyết, hiện ngành y tế huyện Đơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp để người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch sốt xuất huyết trong gia đình và cộng đồng. Vận động đối với người dân trong vấn đề là thực hiện là thực làm xử lý môi trường xung quanh nhà, và qua đó là tuyên truyền cũng như là tổ chức những cái đợt là tập huấn để nâng cao cái kiến thức đối với nhân viên y tế trong công tác điều trị sốt xuất huyết, đặc biệt cập nhật những kiến thức mới cũng như là cập nhật các phác đồ điều trị mới để hạn chế những vấn đề mà có những ca mà tai biến và có những ca mà diễn biến nặng. Cái thứ hai nữa là hạn chế tối đa trong vấn đề mà có những cái ổ dịch mà nó phức tạp. Thì chúng tôi là vấn đề tăng cường công tác tuyên truyền đối với người dân, chủ yếu là người dân trong vấn đề thực hiện vấn đề này. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, mỗi người dân hãy cần chủ động tự giác phòng ngừa bệnh, loại bỏ muỗi vằn xung quanh gia đình. Đồng thời, khi có dấu hiệu triệu chứng, phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị bệnh kịp thời.